Hồng Loan chính thức thông tin các khoản tiền phủng điếu trong đám tang của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, Hồng Phượng, Ngoan Cố, quyết không sao kê. Cho đến thời điểm hiện tại, sóng gió gia đình của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Khán giả trong và ngoài nước vẫn rất quan tâm đến vụ kiện tranh chấp tài sản của bà Võ Thị Hồng Nhung, cô sáo với chị Võ Thị Hồng Loan, con gái hợp pháp của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Sở dĩ vụ kiện kéo dài cho tới tận bây giờ vẫn chưa có kết quả chính thức bởi vì phía của cô sáo liên tục bổ sung đơn kiện Hồng Loan. Điều này gây ra rất nhiều sự khó khăn cho sự phán quyết cuối cùng của tòa án. Bên cạnh đó, người hâm mộ vẫn đang trông chờ một động thái từ Hồng Phượng về việc sao kê tiền phủng điếu và tiền quyên góp trong đám tang của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Tuy với một câu hỏi, chưa bao giờ thấy ai sao kê tiền đám tang, chính vì vậy mà cháu gái nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh vẫn ngoan cố, quyết không sao kê. Tối ngày 23 tháng 10, Hồng Loan đã chính thức lên tiếng về một số khoản tiền phủng điếu trong đám tang của bà Vũ Linh. Thứ nhất, khoảng 50 triệu của ca sĩ Lâm Hùng. Về số tiền này thì Lâm Hùng chuyển cho chú Quốc Thanh và chủ đã chuyển cho Hồng Phượng. Việc này thì cô cháu gái họ Lê có ghi rõ trong bản kê họp báo ngày 16 tháng 6. Khoản tiền này trong một tiền quyên góp xây mộ. Thứ hai, 2.500 đô la Mỹ của cô Việt Kiều Campuchia, có thể nói đây là số tiền không thật và bản thân Hồng Phượng cũng không nhận được. Theo xác nhận của chị Ni là người đại diện phát ngôn cho Hồng Loan, thì người phụ nữ Việt Kiều kia là do các YouTuber thuê để công kích Hồng Phượng. Thứ ba, khoản tiền 10 triệu đồng mới nhất cho chị Ni đưa lên vào ngày 22 tháng 10, do đó có một vị khán giả đã chuyển khoản phủng điếu cho cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh vào ngày 5 tháng 3. Tuy nhiên, theo thông tin mà Hồng Phượng đã đưa ra trong cuộc họp báo ngày 16 tháng 6, thì chỉ có 576 triệu và không có khoản tiền này. Rút ra câu hỏi, chỉ vài khoản tiền đơn giản nhưng đã thấy có rất nhiều sự gian lận bên trong. Số tiền 10 triệu đồng này là do chính cậu Sạc Thành đứng ra kêu gọi. Tại sao chỉ một đám tang mà có tới 5 người đại diện nhận tiền quyên góp từ khán giả? Thứ tư, khoản tiền BH Media cho đến hôm nay vẫn chưa thấy Hồng Phượng giải quyết. Tại buổi họp báo ngày 16 tháng 6, cô cháu gái họ Lê nói rằng 89 triệu đồng nhận được, một nửa đã được sử dụng phục vụ cho việc cúng kính kết thúc cho cậu Nam, số còn lại sẽ giao trả cho Hồng Loan. Nhưng đến hôm nay thì khoản tiền đó vẫn bật vô âm tín. Trong khi đó, việc Hồng Phượng ký hợp đồng với BH Media sử dụng hình ảnh của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh cho đến hôm nay vẫn gây rất nhiều tranh cãi. Hồng Loan cho biết cô rất cần một sự hợp tác từ phía Hồng Phượng vì danh dự của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đều từng là người nhà, người thân của chú Vũ Linh. Đáng lý ra, hai bên nên ngồi xuống, gạt qua những mâu thuẫn bất đồng để giải quyết câu chuyện tiền nong này vì uy tín và danh dự của tất cả những người liên quan. Vì người nằm xuống, vì lòng tin của người quyên góp, giả sử Hồng Phượng không gian lận thật nhưng cũng không hợp tác để phía Hồng Loan bức xúc mà phát ngôn sai lầm, thì sự trung thực này của Hồng Phượng cũng không còn đẹp đẽ nữa, mà là kiểu dí súng vào tay người khác rồi ép họ bóp cò.